Vâng, chào anh em nhé. Hiện tại bây giờ là 10 giờ kém 6 phút buổi đêm ngày 4 tháng 1. Đây anh em vẫn còn đang đóng hàng miệt mài để ngày mai đi về Thanh Hóa hai bộ bên loa B12. Đó, Mr. Trung vẫn còn đang sắp hàng đây ạ. Mr. Tuấn vẫn đang sắp hàng đây. Những bộ loa full B12 đây về hai đơn về Thanh Hóa này. Của bác nào đây Nghĩa ơi? Một là của anh Hòa này. Một của anh Bằng. Thì đây bên em đang sắp những bộ B12. Hai bộ B12 ngày mai Mr. Thọ sẽ lên đường từ 3 giờ sáng để về Thanh Hóa. Những bộ B12 chuẩn bị bỏ ra test đây. Và C15 bên em đã về có nhá. C15 Pro bên em đã về đây ạ. Đây, ngày mai bên em đi mấy bộ C15 là 3 4 bộ đấy. 3 4 bộ C15 trong buổi sáng ngày mai. Ngày 5 tháng 1 lên đường đã. Mr. Trung còn đang đóng hàng đó, test những cặp B12 đây. Rất muộn rồi, ngoài trời anh em đã nhiều gia đình cũng đã ngủ rồi nhưng anh em vẫn còn phải đang hoạt động hết công suất. Đó, những cặp C15 đây, bên em đã sắp hết ra đây rồi. Đó, bây giờ 10 giờ đêm rồi. Anh em là nhớ ủng hộ GK Minh Số nhé, nhớ ủng hộ GK Minh Số ạ. Để cho những cái ngày cuối năm. Ok, những cặp B12. Đó, bây giờ là 10 giờ kém 6 phút đấy. B12 Submonter này, đây, Submonter nữa. Là 560 à, 560 Bluetooth. À, bây giờ 10 giờ đêm rồi anh em vẫn đang mải đóng hàng. Đó anh em và anh em nhớ vào ủng hộ GK Minh Số nhá. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ theo hai số hotline của GK Minh Số đây ạ. 133 phố Trường Tân, Long Biên, Hà Nội và hai số hotline bên em trên đường quảng cáo. Đó, ok, Mr. Trung đã chuẩn bị vào hát bài đang livestream giao lưu anh em các buổi đêm đấy ạ. Ok, rất là cảm ơn tất cả bác khách trên mọi miền Tổ quốc nhá.